chuyện tiền không có thật thà với em. Trời ơi, giấu giếm kinh khủng luôn. Tiền á, đi làm, đi diễn mà cái tiền nào mình biết á thì mới công khai thôi. Còn những tiền này em không biết là ông cứ nói là không có. Thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Và lần đầu tiên em xin chào anh Quốc Thuận cũng như là chào chị Hồng Vân và chào quý khán thính giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Mọi người sẽ có những phút giây thư giãn trong chương trình Vợ Chồng Son. Nói nghe nè, anh hai anh em mình đã gặp nhau ở đâu rồi phải không nè? Dạ, có lẽ anh em mình đã gặp nhau với lại những cái chuyến mà lưu diễn trong nước cũng như là nước ngoài. Nói gì em là ca sĩ đúng không? Dạ. Rồi, hẹn chi nó quen quen á chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trường Huy và em đi hát với nghệ danh đó là Huy Kid. Hiện tại thì em vẫn đi hát đều đều cũng như là phụ thêm bà xã em trong công việc kinh doanh. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Việt Hà, em năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là em đang theo lĩnh vực kinh doanh ăn uống và tổ chức sự kiện. Dạ. Tụi em ở Sài Gòn, mà quê của bà xã em ở Bảo Lộc, mà làm thì ở Phan Thiết. Ủa rồi sao? Rồi ai coi sóc cho tụi em ở trên đó? Dạ, tụi em có đội ngũ nhân viên cũng như là đội ngũ quản lý. Mà Huy là ở thành phố, là chính là dân thành phố đúng không? Dạ, em ở Sài Gòn. Vậy thì làm sao cua được cô gái này đây? Chắc có lẽ là đi hát, có lẽ là cổ đi coi và cổ mến mộ. Anh xin chữ ký rồi ông thấy tao đẹp cua luôn đúng không? Anh nói đúng rồi. Em nhớ là như lúc đó là mùng 3 Tết. Em ở Sài Gòn và được bà Xô mời về Bảo Lộc diễn tại một cái phòng trà tại Bảo Lộc. Thì bà xã em lúc đó là về quê cùng với lại một số anh em bạn bè rồi đi đến phòng trà đó ngồi coi. Thì em đứng ở trên em hát. Thì khi mà em hát xong thì em thấy một bạn nhân viên, bạn cầm một tờ giấy là đến nói là: anh ơi, có khách muốn gặp anh để mà hỏi chút chuyện xíu xíu thì anh có thể xuống được không? Em nói ok liền. Khi mà em xuống xong thì em gặp lúc đó thì nhìn bà xã em bầu bỉnh lắm, tròn tròn, nhìn múp múp lắm. Thật sự thì lúc mà gặp bà xã em á, cái em cảm thấy mình có hơi xao xuyến chút xíu. Bởi vì nhìn lúc đó tin lắm. Lý do gì mà em lại thích bạn này mà em không thích một ca sĩ khác? Không phải chị ơi, oan cho em lắm. Có nghĩa là cái hôm đó là mấy anh của em mới tự lấy giấy viết xong rồi mời lên luôn. Đó. Thôi lỡ rồi mình cũng ngồi nói chuyện rồi ảnh xin số phone em cũng đồng ý luôn. Khi mà em xuống ngồi nói chuyện hồi xong thì bắt đầu là em cũng phải đi về Sài Gòn thì bà xã em ở lại Bảo Lộc. Thì trên đường đi về tụi em nhắn tin với nhau. Chồng em ga lăng lắm, nhắn được khoảng chừng 2 tin thôi. Rồi chồng em sẽ nhắn thêm một tin nữa là: em ơi, gọi điện thoại lại cho anh nha. Anh không chịu gọi mà em gọi. Em nói trời ơi, sao mà ga lăng dữ vậy trời. Mà em cũng gọi. Đó, dạ trai. Thấy chưa? Rồi sao? Rồi em có hỏi tại sao anh không điện cho em mà bắt em điện cho anh? Có, em cũng hỏi. Rồi tại đến em thẳng lắm. Em hỏi luôn. Cái anh kêu điện thoại em bị hư rồi, nhắn tin gọi không có được. Nhưng mà anh nói thiệt nha. Dạ. Em có thích mấy cái bạn trai mà làm ca sĩ không? Nói thiệt lúc nha. Lúc đó em chưa thích. Tại lúc đó em có bạn trai rồi. Anh về Sài Gòn rồi, em thì ở dưới quê. Xong rồi mấy ngày sau em lên. Tại vì em học ở Sài Gòn. Thì ảnh tự nhiên cũng nhắn tin rủ em đi chơi. Mà nó thật là bạn trai em ở xa. Tới lúc quen là em chưa biết có bạn trai. Thật sự em không biết. Không biết luôn. Giấu kỹ lắm. Nhưng mà hôm đó là đi chơi đâu? Bữa đó em gọi gan em rủ bà xã em đi chơi xa một tí. Đi cỡ cũng được, cũng tàu thôi à. Thì em không nghĩ là bị cắn ớn. Cắn ớt là sao? Cắn ớt là có nghĩa là đi gài bả rồi nhưng mà cuối cùng không làm được gì đó. Ông rủ em đi chơi mà hồi đó em cũng nhỏ, em thích đi chơi lắm. Mà có người chở mình đi Vũng Tàu, em thích lắm. Cái em nói dạ đi. Buổi chiều cũng đi biển đồ chơi đồ nha. Cô ga lăng lắm chị. Em thích cái gì là mua cái đó cho em. Xong cái tối nó nói giờ mình đi ăn. Xong rồi ông kêu hay mình ăn ốc. Em nói cũng thích. Cái ổng kêu ngồi đây mà uống rượu đồ ít ít là vui lắm. Em nói lãng mạn ngồi nghe hàng dương gió. Em nói dạ cũng được, anh uống được là em uống được. Trời ơi, ổng uống được chắc chừng 2 ly. Có bao giờ ổng ngồi ổng im lặng vậy nè chị. Ổng nói chuyện vậy chứ lạnh quá đổ nhẹ. Ổng kêu lạnh quá, nói là uống nữa không.
uống uống để em, ổng uống chừng thêm ly nữa thôi, tại em thấy ổng muốn té xuống. Say xỉn quá cần câu. Đồ uống đô nhẽo vậy. Đi về chỗ ổng chị, về đến phòng một phát lăn đến sáng luôn. Là uống luôn. À, là cắn đớt là gì đó hả? Em là em không biết uống rượu uống bia gì hết luôn á, thật sự á. Thật ra là trong ý định là muốn gài đúng không? Thì... là có ý đồ. Nói chung đồ là muốn ăn hèn mà ăn không được, giờ ăn ớt rồi sao chứ. Nói chung là thức dậy cái cảm giác ăn như thế nào? Bức bối khó chịu, cắn rứt lắm. Không biết em lúc đó là sao chứ cảm thấy mình vô dụng. Nhưng mà cái đêm đó là em thấy sao? Cái tính của em giống chồng em, uống vô cái muốn ngủ không à. Dạ, thật ra đô của em thì cũng không có hơn ổng mấy. Em nói trời, ổng này không có ý đồ gì luôn á. Rồi đi chơi mà mua, hồi đó thích cái gì mua đó là nó thấy hơi hơi chịu chịu rồi đó. Rồi nhưng mà đến bao lâu thì em mới biết bạn gái em là có bạn trai? Đến khi mà em tổ chức sinh nhật cho bà xã em, cùng với lập số người bạn bè cũng ít thôi. Bà xã em có một cái tin nhắn của bạn trai cũ nói là em về nhà đi, anh cho người đem tặng em một chiếc xe, thời điểm đó là xe đi lăng và SH á. Đi lăng luôn. Dạ, đi lăng đó là màu đỏ bạc đô mới cáo cạnh luôn. Trời xe đúng là mắc lắm đó nha. Đúng rồi. Bà xã được nhắn cho anh coi, cho em coi thì em mới nói là thì tùy em quyết định thôi chứ anh tổ chức cho em ở đây anh cũng không thấy rất là vui hạnh phúc, thì em cảm thấy như thế nào thì tùy em. Nói thôi chứ lòng đau lắm đúng không? Không phải. Anh nói với em là tùy em nhưng mà anh cũng có thể mua cho em được. Giấu. Mà đang cái sinh nhật mình đâu có về được đâu. Lúc đó là cái bạn trai cũ đó là vẫn đang ở xa luôn. Dạ ở xa. Xong đó khi đó về thì em im lặng chắc cũng một tuần hả? Một tuần thì lúc đó... Im lặng với bạn này hay là im lặng với bạn kia? Dạ im lặng với anh này. Tại bạn vì này. Lúc đó bạn trai em cảm thấy có vấn đề rồi nên bạn trai em đi về. À, về gặp em. Dạ đúng rồi. Thì có một hôm em đi với bạn em về, thấy người ngồi đậu cái chỗ mấy ông xe ôm á chị, nằm vắt lên cái xe vậy. Ngồi chờ đợi đó. Anh hiểu cái cảnh mà xe ôm mà chờ khách đúng không? Nằm mà hai tay gác lên trên nè. Để canh đó phải không? Để canh. Thì em nghi rồi, tức nghĩa là thấy mà gọi mà không được. Khi mà em đợi vài tiếng hồ xong, có bắt đầu cô này và người bạn nó chạy về. Chạm mặt nhau, em nhìn thấy con này trước mà lơ em. Rồi xong rồi khi mà người ấy đưa bà xã em về tới nhà rồi, người ấy đi ra ngoài đầu hẻm, tới em chạy vô. Người ta thường là đấu trí, đấu sức, còn mình là đấu đuối. Đấu có ai đuối hơn. Ngồi lúc đó là chắc từ 12 giờ đến 5 giờ sáng. Em biết em ngồi mà. Đó luôn á hả? Em ngồi, không ngồi có cho em lên ngủ luôn. Chuyện gì có nghĩa là ngồi đó để mà em nói chuyện. Em tức giống như là em cho đỡ tức người mình lầy luôn. Nhưng bạn kia vẫn ở ngoài đầu hẻm chờ. Ngoài đầu hẻm một lát cũng nói đi về trước. Còn cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì hai đứa dẫn nhau đi lễ. Hai đứa em được có đạo đi nhà thờ năm sáng. Thì lễ sớm nó em vô khoảng chừng được chừng 15-20 phút thôi, quá mệt đi về ngủ. Thì về lúc đó em sẽ chở bà xã em về thì mạnh ai nó về thôi. Thì tiếp theo sau đó thì bà xã em mới suy nghĩ sao không biết, em mới muốn gặp để mà nói một lời. Xong ông này ông khéo lắm chị, ông đánh tâm lý được. Lúc đó kỷ niệm quen nhau hay anh nhớ cái ngày gặp nhau gì đó, hôm đó anh không gọi gì hết. Cái hôm sau ngủ dậy thì em thấy có người gửi món quà tới, là một cái hồi đó anh nít em thích con chuột hamster. Đến buổi chiều ảnh mới nhắn em là em ra trước đi, cái nhìn xuống trời ông đang đứng ở dưới. Để xuống cái ông đưa cho em món quà, cái ông kêu là em lên thay đồ này đi rồi đi ra đây với anh. Xong lên trời tặng nguyên bộ váy đồ trắng đồ lịch sự. Xong ông dắt em đến cái nhà hàng có ban nhạc đấy chị, có ban nhạc đến tự nhiên cái hát tặng cho em bài, rồi tự nhiên cái nhũn nhùi luôn. Có nghĩa là lúc đó là dứt khoát cái tình cảm luôn đó đúng không? Lúc đó em là gọi là gục ngã luôn đó đúng không? Dạ đúng rồi, của twist giống như là tự nhiên luôn. mình cảm thấy là đây mấy người cho mình cảm thấy là thoải mái dễ chịu nè. Thời điểm đó em coi phim hàng cũng nhiều. Rồi sau bao lâu thì tụi em quyết định làm đám cưới với nhau? Đám cưới là phải 5 năm sau. Mấy năm sau luôn hả? Dạ. Vậy thì lúc nào mà em quyết em được ăn thịt mà em không bị ăn ớt nữa? Đó. Sau đây đây thì tự nguyện. Bữa đó em cũng rủ đi nhưng mà trong lòng em cũng nói là thôi bây giờ mình cứ tấn công hoài mà không được đáp hoài thì cũng ấy lắm thôi. Khi nào mà cần bạn tự gợi ý rồi mình đi đúng không? Tại lúc đó đi chơi là phải trễ. Nếu mà cứ ngồi ở đây nguy hiểm, có gì vô đó nói chuyện xíu thôi.
nếu mà anh hứa anh làm gì là anh sẽ là con cún. Cái em cũng tin. Xong rồi sáng hôm sau ông sủa luôn kìa. Tôi thà làm cún rồi hơn làm ớt. Người ăn ớt nó cay lắm. Cưới nhau được mấy năm rồi? Dạ em cưới được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Lúc mới lấy nhau về thì bắt đầu có loài tật xấu ra không? Có nghĩa là còn ngọt ngào say đắm đó. Nữa không? Chồng em là vô tâm kinh khủng, suốt ngày bấm điện thoại, cuộc đời của người coi tivi, vô toilet là 1 tiếng, 2 tiếng mới ra. Mà em thì hãy nhõng nhẽo vào giận, hờn, khóc. Khóc là bắt đầu hả? Ông kêu là nín đi, đừng khóc nữa. Quay qua, ông ngủ tiêu. Vô tâm. Hoài như vậy luôn. Coi như là vô tâm. Riết giờ em tự khóc, tự nín luôn. Em không cần dỗ nữa. Mê màn hình, mê toilet hơn mê vợ. Dạ đúng. Rồi sao nữa? Có thật thà không? Riêng chuyện tiền không có thật thà với em. Trời ơi, giấu giếm kinh khủng luôn. Tiền á, đi làm như vậy mà cái tiền nào mà biết á thì mới công khai thôi. Còn những tiền này em không biết là ông cứ nói là không có. Thì em cũng, mà cái tính của em cũng không có hỏi nhiều. Cái có hôm á, lúc mà cưới xong á, hai vợ chồng á mới để dành được tiền đi mua xe. Thì lúc đó em hai vợ chồng chị để dành được đủ tiền để mua cái xe, mà lúc đó cái xe đó nó có 2-3 phiên bản thôi. Thì lúc đó là chỉ có tiền mua cái phiên bản thứ hai thôi. Còn cái phiên bản thứ ba là phải thiếu 100 triệu phiên bản nữa. Cao cấp nhất. Dạ. Thì em mới nói thôi, bây giờ không có đủ tiền, thôi mua cái phiên bản thứ hai. Em tính là ngày mai đi lấy xe rồi. Tối về, ông không ngủ chị, ông chằn chọc. Ông suy nghĩ sao á. Cái ông bật dậy, ông kêu, em, anh nói cho em nghe, ngày mai đi lấy xe đó đi. Em nói, chờ tiền đâu lấy. Cái ông kêu, anh có 100 triệu. Lúc đó mới lòi ra cái nghĩ đen. Trời, lúc đó em giữ bình tĩnh dữ lắm chị. Em mới nói, ủa đâu ra anh có. Cái ông mới kêu là tiền anh đi diễn á. Xong rồi anh cất rồi. Cất riêng đúng không? Đó, mà lúc đó em không dám la ông nữa. Em sợ em la là lần sau á ông giếm luôn, ông cho em biết. Đến bây giờ giếm tiền, quỷ đen. Quỷ đen. Rồi, bây giờ sao? Bây giờ còn? Bây giờ chắc còn... nhiều lắm luôn á. Mà ông giấu cho em biết á. Làm gì có. Bây giờ là còn đặc xấu gì nữa không nè? Vô cùng sống ảo luôn. Trời ơi, đi đâu cũng hả? Em sống ảo đúng mà, đâu thôi, sống ảo sai đâu. Cái tính của em á là em không có thích chụp hình rồi up Facebook rồi này này kia kia đâu. Nói chung là cái tính em đi vợ chồng vậy là chỉ cần chụp hình làm kỷ niệm là được rồi, không cần khoe. Mà ổng cứ hả, đi một ngày là 80 cái status. Chụp hình nhưng mà có cái kêu gọi là... người ta comment không? Coi như là sống ảo. Dạ không, tự lấy máy em comment luôn. Là ảo lắm luôn á, ảo diệu luôn rồi đó. Không, chủ tính em cũng vô tư thôi. Giống như là mình đi chơi thì vợ chồng đi du lịch cùng nhau thì đi đến đâu thì cũng muốn post lên để làm kỷ niệm, nhiều khi Facebook mình nhắc lại nữa. Chứ thật sự sống ảo thì phần nào đó thôi. Nhưng mà ở trong nhà đó, những cái việc nặng nhọc, những cái việc quan trọng là ảnh có chia sẻ với em không? Dạ, những việc mà nặng nhọc á là thợ làm. Còn những cái việc mà nhẹ nhàng á thì là em nhờ là... thì ảnh đang thôi tội nghiệp quá, để chồng em, kể em đi. Không, hay em không có đụng vô mấy cái điện ống nước này nọ, tại em đụng thợ làm thì thợ làm đó bảo vệ đó. Dạ. Em xã em có thật xấu gì không? Trời, nhiều. Phải nói chứ nhiều lúc em muốn đi ăn sáng mà không đi được, bởi sao ngủ từ tối đến đêm 12 giờ trưa mới dậy. Cái em nói trời, em làm sao mà em ngủ ít lại, ngủ nhiều quá là ú như heo luôn rồi sao coi được. Em biết rồi, biết rồi, mà ngày mai thì cũng là ngủ tiếp. Thôi bỏ qua anh này được không? Chị nhạt quá đi, thôi bỏ cái này đi. Tại ngủ nhiều đi. Hay quên, nhiều khi một phần quỷ đen của em cũng nhờ bả giặt đồ tiền moi ra nhiều lắm. Tiền bỏ túi này túi kia, nhiều khi quần áo đôi khi em bỏ vô máy giặt em gom cái tặc em, nhiều khi đem bỏ gì vô em phải móc ra coi. Nhiều khi giấy tờ quan trọng hay là tiền, nhiều khi gom lại có lúc mở ra được vài triệu luôn cũng chừng. Trời ơi, quên luôn. Gọi gì nữa nè, có hay ghen bà này bả gì nè? Ghen, trời, ghen rồi khỏi nói rồi. Lúc mà chưa cưới nhau thì cũng nói, mà khi mà cưới nhau rồi ý em bon chạy trước còn đi xe đó, cứ nhìn hoặc đi đâu mà nhìn thấy mấy cô gái này nọ, cái nói làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, nhìn giống như muốn lé mắt luôn, mà trong khi đó mắt của mình điếp riệt mà lé đừng có thấy ai đâu, chưa căng lên mà nhìn đường cũng khổ lắm rồi. Giờ nói với vợ đi, em mong muốn vợ thay đổi điều gì?
Thật sự thì muốn rằng là vợ bớt nóng tính lại, tại vì vợ rất là nóng tính, đụng việc nhiều khi làm việc á không được như ý, rất là khó chịu ra mặt luôn. Hãy bớt nóng tính lại, vì dù gì mình cũng là phụ nữ mà. Dịu dàng tí, với lại khen anh nhiều chút. em thích nghe lời khen lắm, nhưng mà không bao giờ khen em. Nhiều lúc là mình cũng tự ái lắm, thật sự luôn. Tủi thân á, tủi thân á. Đúng không? Giống như chỉ cần một lời động viên nhỏ nhỏ thôi là mình cũng có động lực mà làm nguyên một ngày đó chị ha. Còn em mong muốn Huy thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh sẽ chăm sóc cái bản thân của mình hơn. Rồi có những cái mà thói quen, ví dụ như bớt tivi nè, bớt điện thoại nè, bớt toilet lại, dành thời gian chăm sóc con, rồi chăm sóc vợ, nói chuyện với vợ. Em chỉ muốn như vậy. Chắc chắn cái điều đó là anh sẽ làm rồi. Biết sao hôm nãy á, chồng em á, chồng em có một cái mong mỏi đó đó, thì chị nghĩ là cũng đúng đó. Đôi khi phải khích lệ chồng, và chồng có cái gì tốt thì mình khen. Ủa, kiệm gì cái lời nói, kiệm gì cái lời khen đâu, đúng không? Yeah. Mà như vậy nó sẽ tạo một cái động lực rất là tốt. Thì nếu mà như vậy rồi thì chị nghĩ bạn sẽ bớt tự kỷ, sẽ bớt cầm điện thoại, sẽ bớt coi phim. Yeah. Đó, thì chị chỉ mong muốn như vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến đây tham dự chương trình. Nha. Yeah. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ha. Yeah. Okay. Rồi. Cảm ơn chị Hồng Vân. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi, ở Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Công việc? Công việc là đang bán rau ở nhà. À, bán rau. Dạ. Rau đó chị. Rồi. Nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình nhà mình tự trồng hay là mình lấy dạ, ở đâu? Dạ không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó, chị ơi. Giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao? Ông hứa hết rồi sao? Thì đó. Ở vậy nghe thùy mị, nhẹ nhàng thì đó. Còn bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó, thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó. Mời bạn mình. Chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh. Người ta hay gọi là Minh Râu, tại vì để râu bán râu. Em ở Biên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh râu thì mười mấy năm nay rồi. Còn mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Lưới gì cưng? Nước giặt xả. Ủa, cái nước giặt xả đó có liên quan gì tới anh Quyền Linh không? Giống vậy á. Có không? Dạ đúng rồi. Giống, có bán cái mặt hàng của anh Quyền Linh không? Cái Amity á. Dạ có. Có luôn. Ủa, là em bán cái Amity á hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước nâu sàn với một số mặt hàng á. Đó là của ông luôn đó. Cái hiệu Amity hả? Dạ không, hiệu Minh Râu luôn. Người ta tự kinh doanh, người ta có luôn. Tí em tặng cho chị ông Vân với anh Thuận một cái thùng về xài thử gì đó. Cảm ơn Minh Râu, bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của mình mà đối thủ của mình. Đối thủ của mình lên. Đó, đấy chưa? Nước giặt tên là Minh Râu luôn. Nước giặt xả Minh Râu. Đó. Râu Minh Râu. Đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng. Người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh. Còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Đâu. Nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu, em vẫn bán rau bình thường nhưng mà đó. Ít bán ít nạ thôi. Và cái mới bán được có thời gian gọi như là bán trải nghiệm thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt, phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm, còn không tốt thì mình phải coi lại. Tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Đúng. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả, nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng, là bởi vì nó rất thật, nó rất chân thật, nó rất đời thường đó. Đúng không? Giống như là đâu nè, ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền mua thì sao? mua nghe. Ai mua thì bán, ai xin mua thì cho. Bán, đúng ai rồi. Trả tiền thì ai xin thì cho. Ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng không Minh Râu? Tự nhiên mà kêu em nghĩ không, gần đây á, gần đây á Minh có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự canh tự tính tiền á. Hôm nay hơi mệt mà mấy em mua nhanh gọn nẹt rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Sai ngủ. Xỉn nhậu sai tí rượu. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ rau muống đột biến đấy chị Hồng Vân. Rau muống đột biến. Dạ. Tại sao bán, vậy? Tại sao? Tại vì cho người ta mà đâm ra bán chạy, mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mặt hàng là bán ế lắm, không có lấy tiền nữa. Dạ, ai cần đến lấy thì bán chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống, kéo cái này rồi. Ok, rồi bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. Không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau
trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên bên Hòa xong rồi lâu về. Lâu chưa? Lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á. Xong rồi ông anh họ á, xong rồi dẫn ra nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì tao mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương. Rồi dẫn mày xuống. Đúng rồi, đi tán gái đi, tán qua mùa mưa ấy anh, cho đỡ buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chỉ ăn ở nhà, làm theo trong nhà, nó đâu biết đâu. À, rồi dẫn xuống quen, lần đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Ồ, xấu lắm. Nhưng mà thì tóc, có tóc không? Có tóc có râu không? Có tí tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy hôm đấy. Lúc đó có tóc không có râu. Mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mà mặt này sẹo nữa, mặt lại sẹo nữa, tai nạn mà mặt sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ổng vô nhà ổng cười đấy. Ông cười ấn tượng cái nụ cười của ông ấy. Xong rồi là ông thật thà. Thằng em đi đọc kinh về xong rồi có cái bánh ông cống đấy, ông xin luôn cho một miếng ăn vậy, ngồi ăn tình bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ông cống ấy, hồi ở dưới quê ấy, hay đọc kinh người ta. Bánh ống á. À đúng rồi, đúng rồi, bánh ống á. À cái bánh đó chị là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin nữa ha Minh ha. Nó rất dễ mà. Chị tưởng là cái bánh mà bánh cống mà để ăn bánh cuốn á, bánh cống miền Tây á đó. Thì cái đó mới là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xin là ăn nó mắc mệt á. Rồi ông ăn, ông ăn ngon thì ông ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn, nó cũng hay hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái thì chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh à. Mà sao thấy cái này cười thấy hay hay, thấy ấn tượng á. Quen. Rồi xin cái bánh nữa, đúng không? Xin bánh là xin bánh của em ruột rồi giờ. Nó ngồi nó nằm theo, nó cứ ngồi nó nhìn, nó cứ nhe răng nó cười thôi chứ nó không có. Nhớ bữa đó ông ăn mấy cái không? Xin có một miếng thôi, không dám xin nhiều ông em nó khóc sao. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ, tán gái vô qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai về là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hớp hồn không? Có sao xuyến có hớp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Về là bảo vậy là cứ lên xuống hoài. Là có nghĩa là cô thiệt á, chứ không phải là cái kiểu mà tán cho qua mùa mưa nữa. Đúng. Mới đầu là mang tâm trí đó đi với ông anh họ đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy ấn tượng. Thế còn nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á, ở kiểu hơi kiểu mà tửng vậy đó. Vậy cái cách ông cua gái là sao? Cũng còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy nó bật đèn xanh nữa rồi, mình thấy và chắc được. Ủa bật đèn xanh sao? Nghe thấy cái là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình ha. Còn ban đầu thì đôi khi nó chỉ ngồi máy nó theo nó cười thôi chứ nó không nói. Mấy ngày sau ba bốn ngày sau thấy nó nói chuyện này kia, thấy mình có cảm nhận được có gì đó đâu mình thở là chắc. Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của... Đâu, từ đến ngày nào cũng đêm. Ngày nào cũng đêm. Ngày nào cũng lên hết. Vậy đó hả? Dạ. Ồ, là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh. Dạ. Đúng không? Tức là dạ. lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng lần đầu tiên cũng đã thấy có cảm tình rồi. Thích rồi. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh cho ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông lại vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có cũng vui tính hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười hả? Có. Ngồi đằng theo cười hoài. Tại vì ổng đã ấn tượng cái răng khểnh của em rồi. Cho nên chắc chắn một điều là ổng rất muốn đến để mà ổng nhìn cặp răng khểnh đó. Đúng không? Gì đó bạn Minh bạn nói đó. Có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng ra nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc tập 2-3 tuần, 2 tuần á, hơn 2 tuần. 2 tuần. 2 tuần là dính luôn. 2 tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi, cứ đến nhà rồi con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi, bây giờ tới cái chỗ dính nè, Hùng nè, đó làm sao? Không, nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em
em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á, là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Râu rồi, hồi xưa gọi là Minh Rít, em Quang Lùng, mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tiến tèo này nội á. Ừ. Là bố mẹ vợ với lại mấy em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy là nói là cấm đâu cho quen đâu. À. Cấm không cho quen, mỗi lần em đến chơi phát hỏi cái mang có nhà không hay bác. Nó đang rửa chén sau ấy, mà vợ kêu nó đi chơi rồi. Em cứ tự biên tự diễn ngồi, tự pha trà, tự ngồi uống chơi, hồi nó nọc tọc nó lên. Vậy á hả? Thì hồi đấy ba mẹ vợ cấm thì đương nhiên hồi với lại hồi trẻ trẻ gọi là chủ nhi ấy mình cũng nghịch ra thích thể hiện dạ đúng chứ kiểu vậy. Và nghe nó bảo thằng anh nó nguội, bởi là thằng em nó cũng nguội, đâu là không muốn con gái mình quen đó. Đâu là cấm đâu cho quen cũng đúng thôi, đúng dạ, không đúng rồi, đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì đấy, bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm. Rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn, xong đầu dẫn nó đi bù đời, dẫn nó bỏ đi cả tháng chờ. Được tháng không ta? Không, được mấy tuổi nè. Mấy tuổi nó đầu đợi sự... điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi, tao gạn tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ, đúng rồi, đi lễ. Đi lễ mà gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ á, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện và chị gái chạy vô cất xe. Ừ. Xong rồi về, xong rồi bảo cái tường là con đi chơi, bỏ lễ, không đi lễ, đi chơi trốn, đi chơi ông này, về không rồi cáo ba má. Ừ. Xong rồi ba má cũng bảo thôi để đấy tí nữa tao về tính tội, ba má cũng đi lễ. Ừ. Không, bảo sợ quá, đấy sợ, bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi. Ừ. Không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bảo ông phải thôi, vậy nên anh chở đi, vậy là vô cuốn gói là đi luôn, trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu. Chị không quan nhau lên xe là đi với ông luôn. Mà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thương mà chị sợ không? Ôi là sự cố mà em muốn là cái đó đó hả? Đó. Trời, tôi tưởng nó cái dụng kia. Rồi xong rồi. À, bố điện thoại cho Minh luôn à? Hay là điện thoại cho Kim Anh? Đâu, điện thoại về. Hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu. Chỉ có điện thoại bàn thôi. Ừ. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Ừ. Xong rồi ba má cũng khuyên thôi đi về. Là em hả? Em điện về đúng không? Về xong rồi ba thôi về. Thì cái lúc mà đi trốn ấy, thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đấy. Đấy, xong rồi bảo thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng rồi. Giờ gọi về phải no cưới gấp. Thì thôi về cưới đi, giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới thôi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nghe, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng? Dạ, lúc đấy là sợ ba má con là cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy là tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bảo mình không đi là sợ. Có nghĩa là bạn này á, thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi. Ừ. Thứ hai là cái sự cố là hôm đó là theo lẽ phải đi nhà thờ. Ừ. Mà bên đạo á, mà đã trốn đi nhà thờ á, là một cái lỗi rất là lớn. Ừ. Thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ, nhưng mà chị lại học lại ba mẹ là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với Minh kiểu vậy đó. Thế là đến tai bé thì sợ quá, bé bỏ đi luôn. Mà nhờ cái cú đó chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó. Đúng không? Chắc là được được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi nheo lên xe đi, ông này ông đâu có đồng bạc nhà trong người đâu. Ừ. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở. Ở trong ao cá. Ở trong ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ thôi đúng không? Đúng rồi, ở chị An á, nhà thằng bạn nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì mũi cắn chết. Có nhà đâu mà. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Dạ. Chúc mình đi sâu vô. Đêm đầu tiên chắc trước đó. Không. Đợt trong nhà trong xóm trước đó, còn trong ao cá lúc đấy là xong mấy lần xong rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, trong túi không có tiền đúng mà đã gì ông dẫn con gái người ta đi nữa. Dạ. Rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài rồi. Rồi hẹn hò cà phê thì sao? Đó. Đi mượn á, đi mượn. Mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Ừ. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty cũng có bạn bè thì ghé bữa thằng mượn ít rồi xoay sở để kiếm nước Nam. Lúc đó em làm cái gì? Anh làm bảo trì trong nhà máy á, khu công nghiệp Biên Hòa.
Tức là chưa có là buôn rau chưa, luôn đúng chưa, không? Chưa, lúc đấy chưa kinh doanh. Rồi sau rồi hai đứa đi về nè. Đi về rồi là làm đám cưới luôn. Dạ, là mấy tháng mới là đám cưới. Ờ, làm đám cưới. Ừ. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là... Chưa, phải mấy năm sau. Phải sanh bé thứ hai. Bé thứ hai bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bánh thịt heo trước, bánh thịt heo bể nợ Bình Dương, Bình Dương xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nợ luôn hả? Đúng rồi, năm... Trên mấy ta ở 2008 đó, 2008 là 9 nhiều luôn. Sao đời ông Trung Chiên với ông Minh Râu. Mà sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng. À, có trước mấy tháng. 30 tháng rồi xong. Trời ơi, mà vợ em xinh xắn vậy chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Nhiều, đợt quen nó ở xóm ấy, mấy xã bên đến 7 đồng lắm. Rồi em sao? Rồi sao? Em thì gặp một số thằng quen thì kêu bảo nhỏ tao đi ở đó, tụi bay tốt nhất đi ăn đi, tụi nó bật đèn xanh cho tao rồi tụi bay đừng có ghé. Nó không nghe anh lì lắm. Là lúc đầu... đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không, không chỉ nói là đừng có ghé, tụi bay bà con nhỏ này nó bật đèn xanh rồi. Xong bắt đầu nó nghe rồi hẹn đợi cái ngày mà thường ở quê tối hay tụ tập thanh niên đỡ nhau á, đông đông 7-8 thằng có nó ở đấy mình ngồi gần kế nó mình thân mật đi xíu nó bên kia tự động nghe. À, dạ. Có nghĩa là em dẹp loạn bằng cách đó. Đúng. Dẹp loạn đó là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi. Nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em đúng không? Nó đi đâu cứ cầm theo gì là thì đấy, cái hôm nào mà đông nhất 7-8 người đông đông như thế với thằng kia cũng quen nó theo đuổi ra. Có nghĩa là mình ngồi chồng nó mình thân mật trước mặt bên đó từ đó từ đó từ là đó chứ không phải gì hết. Nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ông tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông này ông không có tiền đâu, ông quen con ơi, quen em không có tiền đâu. Nhưng mà ông không có cái gì tặng hết trơn. Không em còn có được chiếc khăn tay. Không có tiền đâu. Cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á thì không mua lấy một cây bông tặng cho bạn gái luôn. Xong không rồi tặng không tặng không xong rồi nào hôm đấy thằng quên tên à? Thằng gì đó. Đó. Có thằng ấy tặng, nó mua cây bông hồng rồi tới tặng. Nó tặng xong nó về, lúc này ông đầu tọc chuẩn bị về rồi thằng kia nó tới. Nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà. Đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái trống lại, ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia, có ông tức quá. Có dằn mặt không? Dạ. Có dằn mặt em không? Tức thôi. Nhưng mà không làm được gì? Tức không làm được gì. Tay ăn có quà đâu. Ngày hôm sau con để bề em để bình cái bông ở ngay chỗ cái bàn nó tớt. Bông này xấu quá, quất đi đó. Vậy à. Rồi ông dẫn người ta đi ao cá, rồi đi cà phê, bụi chuối này nọ đồ. Nhưng mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả? Không. Nhưng mà em không có đòi hỏi. Em không có đòi hỏi. Đó. Rồi có nghĩa là lấy nhau về nè. Có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết rồi, nuôi con chắc khổ lắm hả? Khổ. Nuôi con thì là tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội không mà ngoại? Thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm xa, đi làm công trình xa. Đâu lúc mới đầu sanh á là tự nuôi tại vì đúng có rồi. Thai trước gia đình hai bên không biết. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da á. Lúc đấy là không có tiền bán bông tai cái bé, xong rồi bán cho chị bé đi hết vô. Đấy cả nhận cưới con. Chưa, nhận cưới chưa. Ngồi bí quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ dưới quê mang tiếng cho bố mẹ là không giấu, lúc đẻ giấu, không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền bán hết rồi, bây giờ không đủ tiền nữa, không gọi cho bố mẹ. Rồi xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về, rồi bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Dạ. Con cũng ở nhà, mình cũng ở nhà chăm luôn, em cũng ở nhà chăm luôn. Trong khoảng thời gian đó là mình không có làm một cái gì hả? Hay sao? Đi làm công trình gì đó. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả mình? Thấp. Cái này là một thời gian sau rồi, đến như bị được mấy tháng à, mình anh bị người ta tai nạn chết. Đúng rồi, được khoảng mấy tháng ấy, lúc đấy đang ở trong 4-5 tháng ấy, đúng rồi. Ông này bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn, không được đề nó tông người ta, lại bị tai nạn nữa. Tai nạn giao thông người ta chết. Là mình bị tai nạn giao thông. Dạ. Ông mình người ta tông rồi em, người ta chết mất, người ta tông rồi mất. Còn sống thì mình phụ phần lại trả cho người ta. Rồi người ta nhà người ta cũng đàng hoàng lắm, cũng không kiểu như là bắt nọ bắt kia, nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa. Mẹ em có bị gì không? Dạ không bị gì. Nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không?
có những cái đụng chuyện rồi, và thậm chí là ly thân đòi ly dị gì không? Lúc đầu là không, nó như thế nào mình thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi đấy em ăn chơi không à? Ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi bời tứ đồ, nhậu cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Đúng rồi. Có nghĩa là bao nhiêu tiền là em đổ vô nào được 10 đồng đi ăn chơi hết à? Nhiều lúc anh vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con, cái đầu này mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Trời. Hồi đấy, lúc đó thì em làm gì? Lúc đấy ôm con cũng chưa làm gì đâu, thì nhờ ông thôi, nhờ ông này làm thôi. Giờ không có là không có là mượn bà ngoại. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, trời, hồi đấy ông còn thanh niên còn trẻ mà ham chơi lắm chị Hồng Vân. Nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm, muốn bế con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bể lợ bên Bình Dương đấy, đi buôn bên Bình Dương là bể, thì lợ bên Bình Dương là bể buôn bán đi theo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, mới về bán rau là có đứa thứ hai đấy. Khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa? Ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa. Vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới thức tỉnh đúng không? Hay em sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm mới đây thôi, gần 10 năm nay. 7-8 năm nay, 10 năm nay. 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Một cái sự cố hay một cái lý do đúng gì trận, mà? Trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à. Và trận đêm để đánh thua nhiều nhất. Ngồi suy nghĩ lại. Thua bao nhiêu? Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà, bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là để đâu có nhà, cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ đó? Trả dần thôi. Thì được cả chủ nợ nó cũng gia hạn cho mình nên nó chấp nhận. Thế là em thu dặn tiếp người uy tín, các bạn là đã bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi, giờ cái chốt này không có tính tiền lời nữa. Để cái tiền đấy mà tao đảm ăn được tao trả, bây giờ đòi tao bỏ đi. Chứ không có cách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em mới bảo trước giờ thời sinh viên mình từng nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình buôn bán rau ở đấy ngày cũng kiếm được mấy triệu em nha. Mà em toàn đánh bài để chơi hết à, không có dành. Cái đầu bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á. Cái đầu đó thay đổi, quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm. Sau tới lúc nổi tiếng luôn, mình hình nhìn lại nào chúng mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là 10 phần, bây giờ bớt hẳn 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi.